Chào các bác nhá, chào các bác đã quay trở lại với kênh của em và hôm nay lại là một cái series chuyên về ẩm thực dân tộc cho các bác. Đây, con cá rô phi đây các bác. Rô phi là chỉ đánh vảy thôi nhá các bác. Đấy, lúc nào ăn thì mới lựa cái phần ra, cái phần ruột nó ra, còn bây giờ không mổ để nguyên luôn. Nhìn nhanh, thử xem nó có khác không các bác ạ. Đây, các bác ai mua ớt cay không? Rồi. Quá nhiều ớt cay luôn các bác. Đây. Rất là nhiều ớt cay luôn các bác. Chà. Con vả chín à? Con vả này tiếng Thái có tên không? Mặc ngòa. Mặc ngòa. Ô, quả này bị sần. Quả này bị sần rất bực. Đây các bác nhìn cái mật của nó đây. Rồi. Thử xem nào. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Ngọt. Nó có một cái lớp giống như là đường ấy các bác ạ. Cực kỳ ngon luôn. Này. Cái lớp giống như là cái lớp mủ của nó bây giờ nó đóng thành đường các bác này. Nó keo lại. Đây là cái lớp ngọt nhất. Ngon. Ngon không? Ngon đấy. Nó ngọt. Để làm. Tăng nồng, tăng nồng. Khoai dạo mà một tí. Rồi chị. Chuộc phúc cụt với chị. Ôi đây nha các bác, mặc khén còn tươi này, đây, mặc khén xanh này. Xong rồi nướng luôn.
lông lanh. Đấy, không lấy cái que gác trên mà nướng vào như thế thì nóng. Đấy, đấy đấy que này. Không, mình giữ vào đấy. Sâu qua thế này luôn nhỉ? Hả? Sâu qua cái cành này luôn này. Đấy. Đấy, dơ vào. Đấy. Để làm cái bát chẻo này luôn nha các bác. Chẻo ớt với ra mặt khén này với hành. Đây, hành với ớt thì nướng sẵn đây rồi các bác. Mặt khén tươi cũng nướng luôn. Mặt khén tươi. Cái mặt khén này thì đầu mùa thì không, thì rất là ngon rồi, nhưng mà không để được lâu các bác ạ. Chỉ ăn cũng một vài tuần thôi, sau lại chuyển sang ăn mặt khén tươi, à mặt khén khô. Cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Cái mặt khén nó còn tươi này. Nó mới là nguyên con luôn. Đối với cái, cái mặt khén này thì phải đâm cái mặt khén này trước các bạn, bởi vì nó còn tươi, nó chưa giòn. Mình nếu mình rang lên nó giòn thì mình đâm lộn cũng được, nhưng mà bây giờ thì phải đâm riêng nó trước rồi mới đâm hành với ớt sau. Vào một ít mì chính này. Ní cơ lớn này. Chừng mà dù. Vâng em mà thì. Chừng tờ phấn lộ. Rồi con nữa. Đi làm việc con nữa. Đây là rau dún nè các bác, rau dớn ấy. Đấy. Cà chắc không chín rồi nhé. Đây là cành chanh con cò nấu măng. Trái vừa ta ra. Thủ viện. Viện, ngồi thủ một lần.
san rau đó. Chị biết. Vừa vừa. Cái này cũng cái mới chứ, bà Mai cũng lấy cái mới làm chứ. Rồi, cái mới làm. Rồi. Em tỉ. Này, dâu má phá đường tàu. Đừng đi đó. Đó. Này, tôi với bà Mai thì ăn trong ếp đi này. Khỏe. Này, tụi anh với ông Vinh này. Dâu má. Rồi.